Lai đang ở với nội. Nhà mình ai cũng khỏe hết. Như gia đình đi kinh tế mới. Nếu có cơ hội, em ráng mang gia đình đi cho anh. Ngủ được chút nào không con? Không má. Con phải giữ sức khỏe. Không phải cho con mà là cho thằng Lai. Má không cần lo cho con. Con biết phải lo lắng cho Lai mà. Má kể chuyện để Lai la lợi cho nó chi vậy? Đó là chuyện lịch sử. Ai cũng nên biết lịch sử quê hương của mình. Nhưng mà má kể không có đúng. Vấn đề không phải là kể cái gì mà là kể vào lúc nào. Con nghĩ đây cũng chưa phải là lúc. Lai cần nghe cái chuyện đó. Nó nhớ bố nó. Quên đi má. Má đánh thức Lai dậy giùm con. Mình chuẩn bị là vừa rồi. Các anh đã bị gạt. Tất cả các anh hôm nay ngồi đây là bởi vì các anh đã bị bọn Mỹ Ngụy và Tay Sai nó lừa gạt. Các anh đã bán đứng tổ quốc thân yêu của mình cho bọn đế quốc Mỹ và Tay Sai. Tụi nó cứ giờ trải hoài, làm sao vợ con tôi thăm nuôi được? Sao mày ngu quá vậy? Chính trình nó muốn vậy hả? Thà nó giờ mình hoài, cũng không mình bị chết. Nếu tôi phải chết, tách ra linh hồn tôi cũng được tự do về với vợ con. Anh trai, đừng lo. Quỳnh vợ tôi đã có kế hoạch đưa mình ra khỏi nơi đây. Tội của các anh đáng chết. Tổ quốc sẽ không tha thứ cho các anh. Trời cũng không khoan dung cho các anh. Mà ngay cả đến khi các anh chết đi, lòng đất mẹ này cũng không chấp nhận cái thể xác thối rữa của các anh. Nhưng đảng ta thì khác. Đảng không bắt các anh phải ngồi tù 5 năm, 10 năm hay là 20 năm. Mà đảng chỉ đưa các anh vào trại cải tạo một thời gian tùy thuộc vào các anh. Theo sự mô tả của Quỳnh, chính tả nhìn mặt hắn có vẻ rất xảo quyệt. Nếu nó gạt anh thì sao?
Tôi biết là mọi việc, tôi bảo đảm với anh. Để kiếp nếu ở lại thì chúng mình cũng chết thôi. Tôi cũng cho các anh biết rằng, mặc dù trại cải tạo này, cái hàng rào trại cải tạo rất là thưa, nhưng mà tôi đố các anh vượt thoát được. Và sau cùng, tôi cho các anh biết là trại sẽ cải tạo các anh trở thành con người xã hội chủ nghĩa, chuyên chính, vô sản, để xứng đáng với lại một tổ quốc Việt Nam độc lập, tự do và hạnh phúc. Các anh cũng phải luôn luôn nhớ lời Chủ tịch đã từng tuyên bố tại quảng trường Ba Đình trong ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Bà nội, má sao giờ sao con vẽ được? Cho bà nội coi nào. Đẹp lắm. Phải chi bố con nhìn thấy cái này. Thu xếp đi mau con. Lại đi qua. Ai đó? Tuấn nè, tới giờ đi rồi. Mấy người này lại. Đây là cô Phương, cô đi cùng chuyến với mình. Chào chị. Chào em. Còn đây là em tôi. Con tên gì vậy? Nó tên Sơn. Nó bị câm, mình sẽ chia làm hai nhóm. Bà của Phương sẽ đi với thằng Sơn, còn hai người đi với tôi. Không, tôi muốn đi với cháu nội tôi. Mình không đi chung được đâu, đông người dễ bị phát hiện lắm. Tôi không có đi với nội. Im, thằng này nhỏ quá, nó có biết đường không? Bà cứ yên tâm, nó rất là đường ở đây. Mình sẽ gặp nhau dưới tàu. Còn chuyện phải thay đồ đi, nhanh lên, mặc gì phải không tiện đâu, nhanh lên. Chờ chút đi. Không muốn đi. Muốn cái gì nữa đây Lai? Con, đi với má đi, mình sẽ gặp lại nhau dưới thuyền. Lai. Vào lúc đen tối nhất của vua Lê, Lê Lai, một vị tướng trung thành, đã liều mình cứu chúa. Ông ta lấy áo bào và bộ áo giáp của vua Lê cùng 12 chiến sĩ giỏi nhất. Đêm khuya, Lê Lai dẫn quân xông ra chiến đấu với quân Tàu. Kế của ông ta là phá vỡ vòng vây để Lê Lợi có thể trốn thoát. Lê Lai biết rằng chừng nào vua Lê còn sống, nước ta còn hy vọng. Dù sao, Lê Lợi vẫn còn giữ thanh kiếm thần. Thoạt đầu, nhà vua rất giận dữ. Nhưng khi nhìn ra bãi chiến trận, thấy vòng vây của quân Minh đã bị phá vỡ.